Bưng mến chào quý vị và các bạn. Và quý vị đã quay lại bài tiếp theo, đó là bài số 2. Bài số 2 thì bài này thì Quang sẽ phân tích về cái phần 8.6. Thì ở đây 8.6 quý vị sẽ có được file edit view và layer và tool. Và ở phần này là Lisbin library, là nơi Lisbin là nơi chúng ta bỏ vào những cái video và hình ảnh để chúng ta làm cái sụp biên tập, được chưa? Rồi còn ở đây library là nơi thư viện chú quý vị có thể có được những cái hiệu ứng hay là những cái đoạn chạy chữ đấy cơ bản, và qua đó nó cũng có một số âm nhạc. Và âm nhạc này chúng ta cũng cẩn thận là intro outro thì ok, và đoạn nhạc dài quá thì coi chừng bị bản quyền ha. Mà thường thường cái trên nhạc của Camtasia thì nhạc không bản quyền, nó đã có bản quyền riêng hay gì đó mà sẽ ít khi nào bị lắm. Rồi được chưa? Đấy là cái phần library. Và cái flow này là gì? Đó là cái hiệu ứng, nó sẽ cho quý vị làm ra được những cái hiệu ứng này, thấy không? Chúng ta có thể tinh chỉnh nè. Rồi ở đây quý vị có thể xoay, đấy, xoay cỡ nào cũng được ha, chọn mũi tên, đấy, đó là của phần 8.6. và quý vị cũng có thể tìm cho mình một cái hình tròn ở đây, đó, chở vô, đó, được chưa? Đó là cái phần color, và cái zoom này đó là sử dụng cho cái việc zoom bức ảnh. Còn audio là nơi quý vị có thể tăng giảm âm thanh, tăng giảm âm lượng, và cài fit out, fit in, có nghĩa là giảm độ âm thanh xuống và lên. Rồi còn cái transition là nơi chúng ta chứa những cái hiệu ứng chuyển cảnh nha, hiệu ứng chuyển cảnh. Rồi ở trong đây tiếp tục cái phần mo này mình có gì nữa? Correction thì cái này mình không sử dụng được, và restore này cũng không, và cái void là nơi chúng ta có thể thu tiếng ở trong đây, và record camera ở trong đây luôn ha. Phần caption này thì chúng ta làm thêm cái chữ tiêu đề để quý vị làm chủ đề nước ngoài nha. Đó là cái tổng quan về cái phần Camtasia 8.6. và ở đây là cái mũi tên này, trong cái lúc mình biên tập mình sẽ sử dụng đến ha. Thì như vậy là tôi đã tổng quan sơ về cái Camtasia 8.6 cho quý vị và các bạn ha. Chúng ta có thể thêm chữ rồi, ok. Như vậy là phần tổng quan về cái phân tích những cái công cụ trong đây cho quý vị. Và ở đây nè, còn thêm nè, ví dụ mình muốn lên track thì mình đích vào đây cộng thêm track, thấy chưa? Rồi ở đây show match view nè, đấy, khi mình biên tập thì mình có thể sử dụng cái này, nhưng mà thường thường ít sử dụng, hidden, thấy không? Show with track, cái này mình cũng ít sử dụng, thấy chưa? Khi biên tập thì ít sử dụng đến nó. Như vậy là tôi đã phân tích qua hết các chức năng của Camtasia 8.6. Và bây giờ thì quý vị sẽ bắt đầu vào cái phần hướng dẫn biên tập cơ bản nhất nha, cho đến chuyên sâu vào những bài tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã học xong phần bài học phân tích về Camtasia 8.6 của Huỳnh Văn Thành Quang hướng dẫn. Xin hẹn gặp lại quý vị và bạn vào bài học tiếp theo. Xin chào. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi video clip chia sẻ của mình. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nha. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận những video clip mới, chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nha. Dưới đây là những video clip hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình chữ nhật phía dưới để xem video clip nha. Chúc các bạn xem video clip vui vẻ và chúc bạn thành công. Chào các bạn.